Ôi, hôm nay đông lắm. Hôm nay nhộn nhịp ghê. Đấy, mặc áo này cho chết lắm. Anh vẫn được ăn lên xe phải không? Được rồi, lên xe đây. Bác em bùa xong em mang ra cho. Luôn rồi. Đây, xe tải. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta đang ở chợ Hoa Xuân các bạn, chợ đào, chợ quất. Hôm nay thì là mình sẽ mời các bạn đi thăm những cây đào và cây quất nhé. Đấy, mọi người đang chuẩn bị đón Tết rất là rầm rộ này. Đi, đi ngắm xem có cây nào cho ông. Đào phai, đào phai. Bích đào, bích đào. Giờ đó các bạn. Lấy cái này đi. Anh cho mua đào không? Có, đang xem đây. Đây rồi. Quất các bạn, đây là vườn quất. Cây này ít lộ nhỉ. Đi đi sang bên kia đấy lắm. Rất nhiều thế nhỉ. Hôm nay rất là đông các bạn, mọi người đi xem rất là đông. Đây đi ra đây, đào đào. Cái cây như này là bằng nào? 400. Đắt thế? Ừ, sao không thấy đâu? Bắt đầu đây bà, vừa nãy bà cũng mua hai cái này lấy rồi này. Cái này đéo biết được cái nào. Đó. Không lấy đâu. Thích cái này. Thích cái này. Lấy đi chọn đi. Thấy thế, thằng này nó bán rồi nên cháu gửi lại chú không ngắm được. Vàng không ngắm cái khác. Cái này anh đi dừng lấy đây. Ờ. Đây đây đây. Dạ. Được. Hôm nay nhiều người đi chọn đào lắm. Cái này nhiều lụ, cái này nhiều lụ. Cái này nhiều lụ. Anh nhìn cái này được không anh? Đi chơi thì phải thối về. Hay là con về ông Trương? Đi chơi nào gì? Nóng à? Có nóng không? Mỗi lần nó lên đẩy trồi thì ông lại phun cái thuốc nóng lên thuốc đục sâu đục thân. Đúng vừa tầm mà tán hơi ít. Nó mới lên được đúng không? Nó mới ra được tay. Vừa tầm tán hơi ít. Hôm nay đông lắm các bạn ạ. Mọi người đi sắm hoa đông lắm. Hoa lây ơi này các bạn ơi.
Rồi đi tìm cây đào đi, mua cho ông nội. Xem có cây đào nhỏ nhỏ không? Tàng cây to. Hả? Đây nhưng mà tàng cây đắt thôi. Để xem cây nào nó vừa tiền chứ. Hả? Ông tiền này tiền ông gửi khác á. À? Tiền lúc trưa ông gọi đấy. Đi qua giờ nay là thôi, nay xong rồi bán mua cây mà. Thôi em ơi, cứ hú lại nào. Hú lại nào. Hà đi chơi đi. Đào hôm nay bán chắc là cũng vất vả này nhỉ, thấy vất vả này. Đi dẫn đường, đi dẫn đường. Nhiều người mua quất đó các bạn, cả đào cả quất thi nhau chở. Cây mấy trăm chú? Trăm, hai trăm mấy? Trăm, trăm gì hai trăm mấy, trăm rưỡi. Còn trăm rưỡi cả chậu ạ. Đấy, cả chậu lên gì đó. Rẻ đấy. Quá rẻ. Trăm, trăm, mấy trăm rưỡi. Đấy, hôm nay mát nhỉ? Hôm nay trời lại mát rồi các bạn, vừa lắng giờ lại mát rồi. Rất thích hợp mọi người đi chọn đào. Đấy, những cây đào đẹp đẹp là vừa tầm giá là người ta chọn hết rồi các bạn. Đấy. Hả? Cây bé quá. Cây nhà mình bây giờ là có quả rồi các bạn ơi. Cây này cũng có nụ. Đây mà hoài tàn này nha. Đấy,
ba cái thế ra phát ra bán được 2 cây luôn. Cây này nhiều nụ không? Nhưng mà chả có nụ, chỗ này chả có nụ. Đâu? Trên này thì nhiều nụ nhưng dưới này đi. Ngại trở về nhỉ? Bảo thích mua đào hoa đỏ hay hoa vàng? Hoa đỏ này, đây là hoa nhạt này, đây là hoa đỏ này. Thích màu nào? Hả? Cái này đẹp nhưng mà không thích bích đào. Đây là bích đào các bạn, đào phai. Cái hồng nhạt này kia là đào phai. Báo giá, báo giá. Ngọt này 500 rồi. Bán luôn. Bán hết luôn. Mấy trăm một cây đi mà. Xe ra đây xe. Nhà gần cố chịu. Xấu cái này lụ. Cái này hiện tại ít lụ. Nhà mình là bán dứt điểm nữa không cho thuê nhỉ? Có, cho thuê. Bảo cho thuê. Ví dụ thuê cái này là bao nhiêu ví dụ ấy? 2 triệu. Hơn 10 triệu rồi. Là đây tôi có công chở chị ạ. Thì cái gốc này bọn em ví dụ nhá. Về cây 2 triệu rưỡi thuê 2 triệu ạ. Cây này chỗ này có hoa đâu nụ đâu con? Lá, nhà mình đầy lá. Đây đi tìm mua cho ông mà. Ông gửi mỗi 200.000 đi mua đào các bạn ạ. Vụ này toi rồi. Đào họ chọn hết rồi. Hả? Đi. Đâu đi đâu đây? Cả lên xem cái gì? Xin đào đi anh ơi. Làm gì cơ? Hỏi rất hồn nhiên có cây nào 200. Ở đây là cái cây nào thấp nhất chắc là phải tầm 300, 250 đổ lên. Đấy. Cây nào đắt nhất là tầm 3-4 triệu. Quay vườn đào thì chỉ thôi ấy thôi, chẳng thấy ai đến mua đào. Yeah. Chỉ thấy người quay thôi. Quay này úp quá họ xem muộn. Cái này cũng thấp rồi. Cái này ít nụ nhỉ. Cả đống nụ. Cái này nó lở. Hmm?
chui quá. Nhà bạn này có rồi. Thì xấu. Xấu à. Nhưng mà không thích chơi đào này, đỏ đỏ. Đây, chơi đào này này. Hình nó xấu. Vâng ạ. Đố vào chọn cái nào vừa vừa. Thằng ấy ở cái hàng này à? Thằng cái hai nhỉ? Thằng Khánh lớn mà nhỉ? Khánh nó béo á. Đây chẳng qua là hoa nó nhìn cái này chứ. Anh nhìn cái này có ít đủ không? Dạ. Cái này có ít đủ không? Là có nhiều lụ không á? Cái này cũng ít lụ không? Cái này nhiều lụ chứ đúng không? Anh này đang bỏ ít lụ. Đây đây đầy cái này. Quá nhiều lụ mà to, tròn. Hả? Cái này về nhà rộng là để không xem để trang trí là nháy rất đẹp. To này trang trí nhà nháy nó dễ. Không cần phải uốn méo gì cả. Cái này bao nhiêu đấy? Cái đấy 250. 250 nhá. Đó. 250. Ôi, con mua chưa được đâu ạ. Vâng. Cái này là 250 rồi này. Cái đấy nhỏ. Cái này cái lại nhiều lụ lắm ấy. Lụ này. Ở đây. Cái này xấu. Nó lở tuyết. Cái này à, mai nó lở hết. Đi, nó này thì đi tiếp. Nhanh nhanh tối làm kênh này phải thuê Sapa TV nó quảng cáo cho mấy lần thì biết đông người đăng ký được không? Ra riêng cháu mới đi quay vùng cao, bây giờ đang mải đi bán quần áo. Quay vùng cao mà vẫn phải thuê được Sapa TV nó quảng cáo cho mấy lần. Dạ này bạn đi bán quần áo Tết quá. Nó quảng cáo kênh cho mấy lần thì bắt đầu làm lắm người biết đến mình đăng ký được. Vâng đúng rồi, phải có kênh lớn kéo. À, kênh này được ạ, được nhá. Được. Xem nào. Cái này nhiều nụ ấy. Cái nhỏ nhỏ xem. Đây này. Cái này nhiều nụ. Cây này bao nhiêu ấy, sếp ơi? Đây. Sếp ơi. Đâu rồi? Tay nó dài thế nhỉ? Ờ, để tí hỏi tí. Đi, đi, đi vòng tí hỏi về hỏi cái đấy. Đi bảo. Đi. Bà biết đây, đây là cái gì không? Hoa gì bác? Đào đông đấy. Cành đào đông á? May mắn đấy, cắm Tết may mắn đấy. Nhìn lạ nhỉ? Ờ, thế nó mới độc đáo. Hôm nay mới thấy. Ờ, đào đông cái mít với rẻ quạt. Cắm với rẻ quạt.
bóng bay. Hả? Đi chơi mà. Tiền xúc xích không? Đây, một cái nhá. Một cái. Đây. Lấy cái to này, một cái. Lấy hộ em và lấy đi một cái. Ok đi. À, trong chợ này khá là đông này. Đi đi một vào vào một vòng đi trước đi mày cứ để đỡ đần. Đi nhanh vào bán đồ. Đây khu vực hàng rau ạ, nhiều lắm. Ơ đi lối này bảo ơi. Đây đây. Đi cháu ơi. Vâng. Chị ơi. Chị Hiền ơi. Khách mở hai cái tay để hai cái túi cứ đeo nhỉ. Nhưng mà mấy cái này vừa quay từ lâu rồi. Đi tiếp. Đi vòng. Gọi là đi vòng. Rồi không. Dưới lạ. Đây dưới lạ. Thôi, trên này không có ai. Đi, đi, đi vào đây. Đi trước đi. Cái gì em ơi? Cái một cân thì không có, con đã hết rồi. Các cái này ngược con ạ, cả cái cần nay chạy phết nhỉ? Rẻ. Tài này tránh tốt đấy nhỉ? Tài khả nghi tránh tốt đấy nhỉ? Anh là sao bằng chú nhỉ? Cứ lên thế này. À, anh thầy giáo, có nhớ không? Nếu nhớ thì đòi mà không nhớ thì thôi. Còn 50 chú cuối cùng. Tự nhiên là ngoái lên đó, thầy giáo giờ đấy. Anh không thích mà, luôn như thế. Thầy giáo. Đây này, bắt đầu phát ra tưởng thằng này luôn này.
như thằng này bảo là góc kia là thầy giáo, thế tao biết thằng thầy giáo của anh nói chuyện tiếp là tiền mà anh mai chờ cho em, mai chờ cho em kiếm lại giải đàng hoàng như đấy nhá, đúng không? Rồi ok, không nó là mấy nữa chơi em rồi anh xem có gì không. Cứ đà này là phải chở đào ra thêm để bán thôi. Hết rồi. Hết ạ. Trong vườn. Trong vườn hết đấy. Giờ mỗi ngày một xấu đi chứ không có đẹp rồi. Đúng rồi, giờ cần cái họ chọn hết cái đẹp đẹp rồi. Hôm qua ra thôi, hôm qua hôm kia ra đẹp thế này cứ xấu dần. Đấy. Lúc đầu ra nhiều nụ nhờ giờ đã nở hết rồi đấy. Nở dần. Nó vừa nắng vừa gặp ánh sáng. Cái này mua bao nhiêu tiền anh ơi? Hả? Bao nhiêu tiền? Nói 400 à? Chắc cả chậu nữa, người ta bán thêm cả chậu. Chậu phải 50 ấy. Thử bảo bao nhiêu tiền? Thử trả bao nhiêu tiền? Buộc úp nó luôn rồi đấy. Trời quả úp luôn. Nhà ra đâu nha? Đấy. Chậu 50 này, cây 400 này. Bà đi mua đào à bà? Bà đi mua đào à? Bà chọn được chậu nào chưa? Chưa. Bà định chọn khoảng tầm chậu bao nhiêu tiền? Chậu xem hộ bà xem cái lợn nào ưng. Nhưng mà tầm giá khúc phân khúc khoảng bao nhiêu ấy? Ví dụ tầm mấy trăm hoặc là triệu hơn triệu? Không, chỉ hay là cứ thích đẹp là chơi thôi. Ít tiền thôi. Đấy, nhiều cái đào nhỏ này bà, đây. Đào phai, bích đào. Bà thích bích đào hay đào phai? Tôi thích hoa đỏ thôi. À, hoa đỏ đây là bích đào ạ. Đấy. Chúng ta đi theo bà một đoạn nhé các bạn nhé, để xem bà chọn những cây đào như thế nào nhé các bạn nhé.
Đấy, cái này to bác này, treo bóng bay. Thì mà nhà dân, nhà người ta buộc thì mình giấu xử lý. Còn còn cỡ ca đây đây, ca 5, ca 9 đây này. Ý là mình 9 người, 12 mình nhận đến 30 cây lên ba ấy. Xem nào là nào. Đấy, cây này thấp này bà này. Đấy, cây này thấp đẹp phết này. Đấy. To. Cái này bao nhiêu? Cái này 700 bà. Đấy, cái nhỏ này thì rẻ hơn bà này. Cái này. Cái này chả có. Kia tí mua áp. Hải ơi, xe à. Tao có cái nhỏ này. Nhỏ lắm nhỏ này vừa đấy. Bao nhiêu anh? Đi mà 350 rồi. 350 mà. Thế là giàu bán, giá bán luôn cho bà ấy, giàu bán luôn. Bà có tuổi hay bà có giá luôn đấy. Siêu rẻ đấy. Cái này nhiều lụ lắm. Có biết nghĩa dày luôn. Cái đẹp phải. Cô đào chị ơi. Con nhỏ xinh nhà bà này. Nhà bé thì cái bỏ cái to cái này. Ờ đâu phải là cái đâu phải là cái này nó lắm. Đậu phai này nụ nó to về chỉ phải tưới cơ thì nó mới nở ra những cái loại này, này đến mai là nở hết rồi. Em không làm tưới để nhà em nó nổ tét tét nó ra cả quả luôn. Đấy thì mình đây không làm tưới. Cái này đẹp này. Cái này dáng dáng nó tròn. Thì em không tưới. Nếu mà tưới thì nó mới nở nhiều, đem cho con tưới. Rồi ok, có lẽ là video khá là dài rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video và ủng hộ. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào một clip khác ở trên kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.